giá trị của thời gian và chánh niệm, đừng sống cuộc đời người khác. Giọng đọc Trần Ngọc Sang trên kênh Phố Radio. Khi ai đó dành thời gian cho bạn thì có nghĩa là họ đã phải cắt bớt thời gian cuộc đời họ để dành cho bạn. Chúng ta hay nói nhiều về thời gian. Chúng ta nói thời gian là vàng, là bạc. Nhưng có bao giờ ta tự hỏi thời gian thực sự là gì không? Có hai mức thời gian giới hạn trong cuộc đời bạn. Ngày thứ nhất là ngày bạn được sinh ra. Ngày thứ hai, dĩ nhiên, là ngày bạn rời khỏi cuộc sống này. Bạn không thể chọn được hai ngày này, nhưng bạn kiểm soát được những gì bạn có thể làm trong khoảng thời gian giữa hai mốc thời gian này, dù đó có thể là khoảng thời gian ngắn hay dài. Có một câu chuyện vô cùng quen thuộc mà có thể bạn đã từng nghe rất nhiều lần. Câu chuyện kể về một ai đó khi nhận được tin mình bị ung thư, liền nhận ra giá trị thực thời gian của cuộc đời mình. Họ bắt đầu đi tình nguyện, đi du lịch, đi gặp gỡ những người quan trọng, hay làm tất cả những gì mà họ thích, vì họ biết rằng họ chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi để sống. Khi người ta nhận ra họ còn ít ỏi thời gian, thì lúc đó người ta mới trân trọng từng khoảnh khắc một và chỉ tập trung vào những điều quan trọng và ý nghĩa nhất. Câu hỏi mà tôi đặt ra cho bạn là chúng ta có cần phải gặp một biến cố như vậy thì mới nhận ra được tầm quan trọng của thời gian hay không? Vậy thì sẽ ra sao nếu bạn chịu thay đổi ngay từ bây giờ? Tôi không quan tâm bạn giỏi tới cỡ nào, tôi cũng không quan tâm bạn tài năng tới đâu, và tôi cũng không cần biết bạn bận bịu ra sao. Nhưng ít nhất một lần trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ gặp một thất bại mà bạn không lường trước được. Tôi không phải là thần thánh, là nhà tiên tri hay có ý trù dập bạn đâu, mà đó là nguyên lý của cuộc đời. Chúng ta hãy học cách chấp nhận và đương đầu với nó. Cuộc sống giống như một trận bóng đá vậy. Kể cả cầu thủ giỏi nhất cũng có thể sút trượt quả bóng. Nhưng có bao giờ bạn thấy một siêu cầu thủ sút trượt và ngồi đó than thở không? Không hề. Họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu, và họ phải tiếp tục chờ đợi cơ hội tiếp theo và ghi bàn trong một trận đấu. Hoặc là một nhà kinh doanh, bạn có bao giờ thấy những triệu phú khi phá sản và họ ngồi đó khóc lóc, kêu ca, than trời trách đất rằng tại sao mình lại xui thế? Tại sao những điều này lại đến với mình? Why me? Không, họ gạt thất bại qua một bên và sẵn sàng tinh thần cho dự án kinh doanh tiếp theo của mình. Đừng bỏ cuộc, hãy luôn cố gắng để tạo ra giá trị. Đúng như vậy, khi bạn tạo ra giá trị để giúp đỡ người khác, dùng thời gian của mình, sử dụng thời gian của mình một cách đúng cách, thì cũng là bạn đang giúp chính bản thân mình. Mọi người hay sợ rằng khi họ đạt được một thứ gì đó, họ sẽ mất nó. Nỗi sợ mất mát luôn ngự trị trong mỗi con người chúng ta. Ví dụ như sợ mất tiền, mất công việc, mất người yêu, sợ mất sức. Nhưng có một thứ quý giá hơn tất cả mà tất cả chúng ta đều bỏ qua nó. Đó chính là thời gian. Thời gian là thứ đáng sợ nhất. Bởi vì khi bạn đã đánh mất nó rồi, bạn sẽ không thể nào lấy lại được nó. Chính vì vậy, thời điểm tốt nhất mà bạn nên bắt đầu mọi thứ là ngay bây giờ. Ngay bây giờ chứ không phải là ngày mai, tuần sau, năm sau, là sau khi chúng ta có gia đình, là sau khi chúng ta nghỉ hưu rồi mới làm, mà là ngay bây giờ. Tệ hại nhất của cái suy nghĩ ôi còn sớm mà, để từ từ đó làm, có chết ai đâu mà sợ. Đúng là từ từ không chết ai, đúng là ta phải học, phải làm việc cả đời. Nhưng bạn có chắc rằng 5 năm nữa bạn còn sức để mà cống hiến? Bạn có chắc rằng 10 năm nữa khi bạn đã dư giả thời gian, bạn sẽ có đà để làm những việc khó khăn, thử thách? Như Steve Jobs đã nói, thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Mọi thứ khác
chỉ là thứ yếu. Đã bao giờ bạn tự hỏi, yêu thương bản thân có phải là lối sống ích kỷ? Mọi người vẫn bảo nhau rằng được sống vì người khác mới là một cuộc sống đáng quý. Không có thứ gọi là mục đích sống hoàn hảo, nhưng đích đến cuối cùng của một cuộc đời đáng sống chính là được lan tỏa và cống hiến những giá trị tốt đẹp cho thế giới xung quanh mình. Nhưng sống vì mọi người không có nghĩa là hy sinh đến quên cả bản thân mình, tâm hồn mình và cảm xúc của mình. Như bức thư thứ 670 trong cuốn 1999 lá thư gửi cho chính mình của Miêu Công Tử có đoạn như thế này: vì sự phán xét của người khác mà chúng ta mài mòn biết bao sự sắc sảo, gạt bỏ bao cá tính của bản thân. Thời gian càng lâu, chúng ta càng không rõ cuối cùng sinh mệnh này là sống cho bản thân hay diễn cho người khác xem. Có lẽ vì thế mà đâu đó chắc chúng ta đã từng một lần nghe thấy câu: hãy yêu thương bản thân trước khi yêu thương người khác. Yêu thương bản thân là học cách trân trọng và có trách nhiệm với chính bản thân mình. Chỉ khi ta học được cách yêu thương bản thân mình thì mới có tư cách yêu thương và sống vì một người khác một cách đúng đắn và trọn vẹn ý nghĩa. Đó cũng là nội dung câu nói nổi tiếng của RuPaul trong show truyền hình mang tên của mình RuPaul's Drag Race. If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Hay như Louise Lin Hay từng nói, yêu bản thân không phải là ích kỷ. Tình yêu ấy thanh lọc chúng ta. Vì thế, chúng ta có thể yêu mình đủ để biết yêu người khác. Trong thế giới tươi đẹp và tràn ngập yêu thương này, chúng ta không thể chỉ sống vì riêng bản thân mình mà không để ý đến những người xung quanh, cũng không thể vì người khác mà quên đi trách nhiệm với chính mình. Câu trả lời nằm ở chỗ: như thế nào là đủ? Làm thế nào để cân bằng giữa việc sống vì mình và sống vì mọi người? Hãy nhớ rằng, điều tất yếu đầu tiên để học được cách yêu bản thân mình chính là phải lắng nghe tiếng lòng của lý trí. Tuy yêu thương là câu chuyện của cảm xúc của trái tim, nhưng trái tim thì không có bộ não, nó không thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Trái tim thường mù quáng mà. Khi chúng ta cứ mãi trao đi yêu thương, cứ mãi hy sinh mà không mưu cầu sự đáp trả, là ta đang bỏ mặc lý trí, bỏ mặc bản thân mình. Đừng để lòng tốt và sự hy sinh của mình trở thành những điều hiển nhiên. Những người yêu bản thân sẽ luôn hướng tới việc cân bằng, đứng ngang hàng trong những mối quan hệ, hướng tới những mối quan hệ hai chiều. Chỉ khi đó ta mới có thể nhận ra ai là người trân trọng mình, ai thực sự quan trọng đối với mình. Cho đi và nhận lại vốn là điều hiển nhiên, là một quy luật thường tình trong cuộc sống. Sức lực và thời gian của con người có hạn, không thể sang đều cho tất cả được. Chỉ nên tập trung vào đúng người, đúng thời điểm để gìn giữ những thứ đáng giữ gìn. Kể cả những bậc vĩ nhân, họ cũng không thể san sẻ tình yêu thương cho cả nhân loại. Chẳng phải mẹ Teresa đã từng nói rằng, không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm được những điều nhỏ nhặt một cách hoàn hảo với tình yêu vĩ đại. Chúng ta đa phần đều là những người bình thường. Hãy hiểu rõ chính mình, sống vì mình và vì những điều thực sự xứng đáng. Mỗi người sinh ra đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Nếu bạn chỉ mãi mê sống để làm vừa lòng người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được chính mình. Đã được ban cho cuộc đời này, hãy cố gắng sống sao cho không phí phạm thời gian. Hãy sống và gạt bỏ những thị phi của thế giới bên ngoài. Bạn bị người khác chê cười vì họ cho rằng bạn thấp kém, không cùng chung thế giới và đẳng cấp với họ. Nhưng họ đâu biết được rằng mỗi người đều có một cá tính riêng, chẳng ai giống ai. Và nếu có giống thì sẽ bị đánh đồng mãi mãi. Bạn là bạn và không ai có thể thay thế bạn. Hãy tin rằng họ đang sống rập khuôn, mất đi cái tôi cá nhân, chứ không phải là do bạn. Có một điều mà ai cũng phải đồng tình rằng, lời nói có tính sát thương cao hơn hành động. Nếu bạn nghe được một vài lời bâng quơ không vừa lòng, bạn sẽ càng bị tổn thương cao hơn là những gì bạn nhìn thấy. Không ai sống thay bạn, ngay cả những người mà bạn tin tưởng, thương yêu nhất. Chỉ có bạn mới có quyền chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Vì vậy, đừng bao giờ đặt vận mệnh của mình vào người khác.
buồn đến mấy cũng có lúc sẽ hết. Đứng lên và nhìn lại nỗi đau đó, chúng ta mới có thể trưởng thành được. Miệng là của người khác, họ có quyền được nói. Ngược lại, tai là của mình, nghe cái gì là do mình chọn lọc. Thay vì nghe những lời chê bai đau lòng, hãy chọn lọc những điều tốt đẹp để mà lắng nghe và hành động. Chúng ta sinh ra là để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này, không phải sinh ra do ý muốn của bất kỳ ai. Đừng để bản thân quá thiệt thòi vì suy nghĩ cho người khác quá nhiều. Có những việc mình càng giải thích thì nó càng sai. Vậy chẳng có lý do gì mình phải nói ra nhiều làm chi cho mệt. Mình biết và mình tin tưởng vào bản thân là đủ. Đây là một trong những kỹ năng giao tiếp quan trọng của cuộc đời. Đôi khi có những tai họa do chính sự vội vàng và vô tâm trong câu nói mà khiến ta gặp họa. Trước khi nói, hãy học cách suy nghĩ thật chín chắn và kỹ càng. Đừng để cái miệng làm hại cái thân. Sai lầm lớn nhất của con người là không bao giờ kiềm chế cảm xúc. Họ sống quá bản năng. Có những việc chỉ vì đôi chút bốc đồng mà làm hỏng đại sự. Chỉ cần con người có quan hệ với nhau thì dù thân thiết cũng sẽ có lúc cãi vã. Đó là quy luật. Vì vậy, đừng để sự tức giận lấn át lý trí. Chỉ khi có mâu thuẫn thì chúng ta mới có bài học và sự phát triển. Đừng bao giờ cho phép bản thân sống vì miệng đời, bởi có lẽ chẳng ai thật lòng từ đầu đến cuối. Khi bạn có tất cả thì bạn là thần tượng của họ. Họ cho bạn nghe những lời hay ý đẹp. Khi bạn không còn gì cả thì bạn cũng chỉ là kẻ tầm thường trong câu chuyện của họ mà thôi. Trên đời này nhiều người lạ lắm. Họ chỉ nhìn thấy lỗi sai của người khác mà không thấy đống rác trên đầu mình. Với nhiều người, đem người khác ra để chỉ trích được coi như là một niềm vui. Sự thật là trên đời không có người hoàn hảo. Vì thế, hãy chấp nhận rằng sẽ có một số người luôn cố gắng tìm ra những sai lầm của bạn. Ví dụ như, một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người đang sân hận sẽ thấy người khác như đang chọc tức, công kích mình. Một kẻ xảo trá sẽ thấy người khác cũng không thành thật. Thực chất, cách mà chúng ta nhìn nhận người khác chính là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Dễ hận, dễ hờn, dễ buồn bực, âu cũng bắt nguồn từ nội tâm bất an và lòng tham sân si. Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một tấm vé về với tuổi thơ. Bởi khi bé, ta hồn nhiên biết nhường nào, ta dễ cười như thế, càng dễ hạnh phúc hơn bây giờ. Con người ta càng lớn sẽ càng thấy cô đơn, càng thấy phiền não và thật khó để có thể có được cái gọi là hạnh phúc. Thế rồi, vì ai mà chúng ta lại từ một đứa trẻ vui tươi hồn nhiên biến thành một con người khô cằn, dễ cáu gắt và bất hạnh? Chẳng bởi ai khác, là do chính chúng ta đã cố chấp đeo lên một cặp kính loang lổ để nhìn đời. Tưởng tượng như hồi bé, chúng ta nhìn đời bằng đôi mắt trong sáng không gợn bẩn của mình. Còn bây giờ, thời gian khiến cho mỗi người mất đi cái nhìn trong sáng ấy về thế giới. Chẳng khác gì bị đeo lấy một cặp kính loang lổ toàn vệt màu. Sự phát triển của xã hội khiến chúng ta cứ mãi rong ruổi theo những lý luận đúng sai về cuộc đời và về người khác. Chúng ta luôn có hai xu hướng: nhìn những thứ mình thích, những người mình thương qua cặp kính chỉ toàn màu hồng, và ngược lại, nhìn những việc mình không muốn, những người mình không ưa qua lăng kính loang lổ màu đen. Là khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta nhìn người, nhìn sự việc trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, dễ khoan thứ hơn. Chúng ta có thể mỉm cười trước những trò nghịch ngợm của lũ trẻ, đủ nhẫn nại để nghe hết một câu chuyện khó nghe, cũng dễ dàng thỏa hiệp với những sự việc tưởng chừng khó chấp nhận. Những lúc ấy, dường như cả thế giới đều trở nên hòa ái vô cùng. Vậy mà, chỉ cần một chút lắng lo dâng lên trong lòng, những muộn phiền, sợ hãi về quá khứ và tương lai khiến tâm ta bất an, ngay lập tức ta sẽ nhìn ra rất nhiều đống rác trên đầu người khác. Khi ấy, những tiếng hò hét cười đùa của lũ trẻ sẽ trở thành những âm thanh khó chịu. Một lời nói không vừa ý dễ dàng khiến cho ta sân giận hoặc tổn thương. Những chuyện nhỏ mà lúc bình thường không đáng bận tâm bỗng trở thành một nỗi phiền não quá sức chịu đựng. Chúng ta
bắt đầu đi soi mói mọi người, soi cho bằng ra lỗi lầm của họ, chỉ trích họ, chỉ chiết họ, như là một cách để an ủi cái tâm bất an của bản thân. Bất kể người khác đúng sai thế nào, ta cũng không sẵn sàng lắng nghe, không sẵn lòng chấp nhận. Liệu rằng soi mói để cố vu lên đầu người khác những đống rác, để chỉ trích, phê phán họ sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn sao? Hay là chính vì cứ mãi nhìn thấy lỗi lầm ở người là thứ khiến hình ảnh của chúng ta trong mặt bạn bè, đồng nghiệp trở nên xấu xí đi bội phần? Từng có người nói rằng cố tìm lấy lỗi sai ở người khác chính là đem rác về bỏ trên đầu mình. Chúng ta để tâm tới một chuyện không tốt chính là rước thêm phiền não vào người. Sinh mệnh vốn ngắn ngủi lắm, cuộc đời vốn chẳng biết trước được đâu, ai biết trước khi nào tử thần gọi tên mình. Vì thế, đừng phí hoài thời gian để đi phán xét những lỗi lầm nơi người khác. Đừng cố chấp giữ lấy những cặp kính loang lỗ kia nữa. Hãy buông thả nó xuống để cuộc đời hiện ra tươi đẹp hơn, để hạnh phúc đủ đầy dễ đi vào tầm mắt của ta hơn. Chẳng phải cổ nhân đã dạy rằng nếu cứ luôn nhìn thấy lỗi sai của người khác nhưng không thấy lỗi sai của chính mình thì không phải là khôn ngoan mà chính là nỗi bất hạnh đó sao? Cuộc đời và con đường đi của một người trong cõi nhân gian này là như thế nào? Người ngoài vĩnh viễn không thể hiểu rõ được. Vì vậy, cho dù bạn là ai thì bạn cũng không nên tùy tiện phán xét về người khác. Cũng như cuộc đời này có rất nhiều thứ bạn cần biết càng sớm càng tốt. Như vậy, cuộc đời của bạn mới không mệt mỏi và chông chênh. Đừng bận tâm về những điều người ta nói sau lưng bạn, vì họ là những người chỉ bới móc sai lầm trong đời bạn, thay vì lo sửa sai lỗi lầm của chính mình. Chấp nhận thực tế là người khác có quyền chỉ trích, nhưng bạn không có nghĩa vụ phải đồng ý với tất cả những gì họ nói. Hãy sống cuộc đời bạn thích, miễn là bạn không phương hại ai. Mặc kệ những gì người khác chế nhạo hay nói xấu bạn, kể cả bố mẹ bạn. Hãy theo sự mách bảo của trái tim, luyện nó thành thép, đi theo đam mê và bắt đầu hành động chứng minh cho người khác thấy họ đã sai lầm. Điều khó khăn nhất của cuộc đời này là hiểu rõ bản thân mình là ai. Trong cái thế giới luôn muốn biến bạn trở thành một con người khác, thì việc luôn là chính mình là thành tựu to lớn nhất mà bạn có thể làm được. Thực ra, con người hiếm khi suy xét đúng sai rõ ràng bằng lý trí. Con người thường hay hành xử theo cảm xúc, thành kiến và nhất là theo lòng kiêu hãnh vốn có của mình. Nếu bạn không cho phép thì chẳng ai có thể làm bạn thấy mình tồi tệ hơn. Chúng ta luôn có hai xu hướng: nhìn những thứ mình thích, những người mình thương với cặp mắt kính màu hồng, và ngược lại, nhìn những việc mình không muốn, những người mình không ưa bằng chiếc kính tiêu cực màu đen. Kỳ thực, không phải là do thế giới có vấn đề hay người khác quá sai quấy, mà vấn đề nằm chính ngay nơi tâm ta. Khi nhìn đời bằng cái tâm có vấn đề, mang đầy những cảm xúc và thành kiến tiêu cực, thì chúng ta thấy ai cũng thành sai quấy, đụng chuyện gì cũng hóa tổn thương. Mỗi người sinh ra đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Nếu bạn chỉ mãi mê sống để làm vừa lòng người khác, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được chính mình. Đã được ban cho cuộc sống này thì hãy cố gắng sống sao cho không phí phạm thời gian. Hãy sống và gạt bỏ tất cả những thị phi của thế giới bên ngoài. Cuộc sống của người khác ra sao, đi con đường họ đi như thế nào, người đứng ngoài mãi mãi không thể nào hiểu được. Vì vậy, không ai có tư cách bình luận họ. Bởi vì chưa từng thật sự ở trong hoàn cảnh của họ thì sẽ không bao giờ cảm nhận được. Có lẽ bạn lý trí hơn họ, có lẽ sự khó khăn của họ trong mắt bạn chẳng là gì, nhưng bạn không được dùng lập trường của mình để soi xét, để chỉ trích. Gặp chuyện gì cũng vậy, không nên nói quá tuyệt đối, xem xét một vấn đề không nên quá chủ quan. Có những lúc ta nên hiểu, nên đứng trên góc độ của người khác để xem xét vấn đề. Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này: có một con heo, một con cừu, một con bò sữa bị nhốt trong cùng một cái chuồng. Có lần, chủ nhân tóm chặt lấy con heo. Con heo rống lên, la hét, kịch liệt chống cự. Con cừu và con bò sữa bị tiếng hét của con heo làm cho khó chịu, tức giận quát nạt: "Cậu làm quá lên rồi đấy, ông ấy cũng hay đến bắt chúng tôi có kêu to như vậy đâu."
Heo nghe vậy đáp: "Ông ấy bắt các cậu không giống tôi. Ông ấy bắt các cậu chỉ lấy lông và sữa, nhưng bắt tôi là để lấy thịt." Cừu và bò sữa nghe xong đều trầm lặng không nói. Câu chuyện trên cho ta thấy, người đứng ở lập trường khác nhau, sống trong hoàn cảnh khác nhau sẽ rất khó để có thể hiểu được cảm nhận của người khác. Nếu như chúng ta có thể đứng ở vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề, thì sẽ hiểu được người khác vì sao lại như vậy, sẽ gần hơn, phù hợp hơn với sự thật, cũng khiến tình cảm giữa người với người chan hòa, gần gũi hơn. Như vậy, những hiểu lầm, mâu thuẫn cũng bớt đi. Có thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù mà, phải không? Mọi kết cục trên thế gian này không phải vô duyên vô cớ mà xảy ra. Vạn vật đều có nguyên cớ của nó cả. Cuộc sống của ai cũng có những hỷ nộ ái ố mà người khác không thể nào biết đến. Có những người thường không hỏi rõ đen trắng đã vội chỉ trích người khác, đều do không hiểu rõ nguyên nhân phía sau. Trước khi chỉ trích ai đó, nhất định hãy hiểu câu chuyện phía trước nó. Nếu không phân rõ trắng đen đã vội phê phán, vô tình sẽ làm tổn thương người khác. Nếu đổi vị trí, bạn sẽ phát hiện thế giới này không chỉ xoay quanh mình bạn. Mỗi người mỗi dạng, họ đều có câu chuyện riêng của họ. Họ đều là diễn viên chính trong thế giới riêng mình. Dù câu chuyện có êm đềm hay trớ trêu, mỗi người đều phải tự mình trải qua những câu chuyện không giống ai, hoặc bi thương hoặc hạnh phúc. Cuộc đời vô thường, ai cũng có những giọt nước mắt, những đau đớn. Hãy học cách tiếp nhận và thông cảm, đối đãi công bằng với mỗi người mà ta gặp. Có một câu chuyện thật như sau. Có một vị bác sĩ sau khi nhận một cuộc điện thoại liền gấp rút đến bệnh viện làm phẫu thuật. Cha của cậu bé là bệnh nhân, mất kiểm soát hét lên với vị bác sĩ: "Sao ông lại đến muộn như vậy? Ông không biết con trai tôi đang nguy kịch trong kia sao? Sao ông lại không có chút trách nhiệm nào như vậy?" Bác sĩ bình thản mỉm cười: "Rất xin lỗi, vừa rồi tôi không có mặt ở bệnh viện. Vừa nhận được điện thoại tôi tức tốc đến đây luôn. Bác bình tĩnh cho một chút." "Bình tĩnh? Nếu đứa trẻ trong phòng cấp cứu kia là con trai của ông có bình tĩnh được không? Nếu con trai ông chết, ông sẽ làm gì?" Cha của cậu bé phẫn nộ nói lớn. Vị bác sĩ lại bình tĩnh mỉm cười: "Tôi sẽ im lặng cầu nguyện. Chúng ta từ cát bụi đến, rồi cũng về với cát bụi. Cầu nguyện là lời của Chúa. Xin hãy cầu nguyện cho con trai bác." Cha của cậu bé giận dữ: "Người có thể nói như vậy chỉ có thể là loại người vô tâm thờ ơ với tính mạng của người khác." Vài tiếng sau, phẫu thuật thuận lợi thành công. Vị bác sĩ vui mừng bước khỏi phòng phẫu thuật, nói với cha cậu bé: "Cảm ơn trời đất, con trai bác được cứu rồi." Không đợi cha cậu bé đáp lời, vị bác sĩ nhanh chóng rời đi, nói: "Có chuyện gì, bác hãy hỏi y tá." "Sao anh ta lại kiêu ngạo như vậy được? Đến vài phút để tôi hỏi tình hình con trai tôi cũng không đợi được sao?" Cha cậu bé quay sang bất bình với y tá. Y tá hơi đỏ mắt: "Dạ, con trai bác sĩ vừa mất vì tai nạn ngày hôm qua. Khi chúng tôi gọi bác sĩ đến làm phẫu thuật cho con trai bác, thì bác ấy đang trên đường đến tang lễ của con trai. Giờ bác ấy cứu được con trai bác rồi, phải nhanh quay lại hoàn thành tang lễ cho con trai mình." "Này, những lời xầm xì bàn tán ơi, cuộc sống của họ đã xảy ra những gì? Họ đang phải trải qua những trắc trở và đau đớn dày vò như thế nào? Đứng ở vị trí của bạn và tôi, có lẽ không thể nào hiểu được. Những điều bạn nhìn thấy chỉ là bề mặt mà thôi. Đừng dễ dàng bàn luận về họ, bởi vì chúng ta không đủ lý trí để hiểu được hỷ nộ ái ố trong cuộc sống của họ, để thông cảm cho những niềm vui, nỗi buồn của họ. Lập trường mỗi người khác nhau, sống trong điều kiện khác nhau, nên thật khó để có thể hiểu được cảm nhận của đối phương. Vì vậy, đừng tùy tiện chỉ trích bình luận, làm cho họ thêm tổn thương nữa. Một người thật sự có giáo dục, có tu dưỡng sẽ dùng tấm lòng lương thiện, bao dung để giúp người khác trở nên tốt đẹp hơn. Thật ra, đó cũng là đang giúp bản thân mình trở nên tốt hơn. Nhìn những nỗi vất vả bản thân từng đi qua mới biết nỗi vất vả của người khác. Nhìn bao nhiêu những nỗi đau khổ, những khổ sở mà bản thân không để ai chạm đến mới biết cuộc sống của người khác thật ra cũng như vậy. Cũng có sóng gió, cũng y như vậy.
nhìn lại chúng ta đi qua những khó khăn như thế nào sẽ biết được họ đi qua những khó khăn như thế nào. Người thật sự hiểu được sự tu dưỡng sẽ hiểu được sức nặng của ngôn ngữ. Nó có thể là lưỡi dao, cũng có thể là hoa hồng với một người. Họ hiểu được không nên chỉ đứng trên góc độ bản thân nhìn nhận một phía của một vấn đề. Như vậy mới không gây ra thêm những nỗi tổn thương giữa người với người. Mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi cái lá riêng một cõi bồ đề. Thật ra để làm được điều này không khó. Thông cảm với người khác, bao dung với người khác thì sẽ tìm được sự tĩnh tâm trong đời. Có một câu nói rất hay như thế này: hạnh phúc không quyết định ở tiền tài, quyền lực hay dung mạo, mà hạnh phúc quyết định ở cách bạn đối xử với những người khác. Bạn muốn là người vui vẻ hạnh phúc thì hãy bắt đầu bao dung với người khác. Khi ta bắt đầu bao dung với người khác và sống ở hiện tại, cũng là khi ta học được cách hiện diện để cảm nhận được những niềm vui và hạnh phúc nhỏ bé xung quanh mình. Ta biết trân trọng mỗi khoảnh khắc qua đi, để biết ơn những gì ta đang có và những gì vũ trụ đã trao tặng cho mỗi chúng ta. Vô tình lướt qua đề thi đại học môn văn năm ngoái, tôi thấy có một đoạn trích rất hay. Không cần ngôn ngữ, mọi sự sống nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta biết tầm quan trọng của việc sống hết mình ở thời khắc này. Chẳng hạn tại vùng Tsunoda thuộc Bắc Cực, giữa mùa hè ngắn ngủi, các loài thực vật đua nhau nảy mầm, nở thật nhiều hoa, kết hạt, chen chúc trong khoảng không với mảnh đời thật ngắn ngủi. Có lẽ chúng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mùa đông dài khắc nghiệt sắp tới và phó thác sinh mạng mình cho tự nhiên. Rõ ràng là chúng thực sự sống hết mình cho hiện tại, không ảo tưởng, không phân tâm. Quả thật là muôn loài trong tự nhiên đều sống hết mình, sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc, trong suốt khoảng thời gian sống được hạn định. Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống, dù nhỏ bé, vươn đến ngày mai. Vậy thì loài người chúng ta lại càng phải biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày để không thua kém cỏ cây muôn thú. Và câu hỏi dành cho thí sinh dự thi cũng là điều mà không ít người trong chúng ta phải suy nghĩ. Trình bày suy nghĩ của anh chị về sự cần thiết đối với việc phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày. Tôi đã phải wow vì khá bất ngờ với đề văn này. Năm xưa tôi thi khối A nên không quan tâm nhiều đến văn chương. Nhưng từ khi viết trở thành nghề của mình, nhìn lại đề văn của các em mới thấy có nhiều thay đổi thú vị ghê. Tôi chưa đủ tự tin để gọi bản thân là người sống ở hiện tại, vì ý thức được bên trong mình vẫn còn những nỗi sợ không tên. Nhưng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc sống ở hiện tại, tin rằng hiện tại sẽ sáng tạo tương lai, nên tôi vẫn đang thực hành nó mỗi ngày. Khi còn bé, ai trong chúng ta cũng đều vô tư vui đùa mà không phải lo lắng ngày mai phải làm gì, ăn gì, mặc gì. Chúng ta nhanh chóng tập trung và hoàn toàn đắm mình vào những trò chơi trong phút giây hiện tại. Nhưng khi trở thành người lớn rồi, mỗi người đều mang theo những suy nghĩ, những lắng lo, những nỗi sợ khác nhau. Chúng ta nghĩ về nhiều việc cùng một lúc, vừa ăn vừa lướt điện thoại, vừa đi xe vừa nghĩ hôm nay ăn gì, vừa làm việc vừa nghĩ xem tối nay đi đâu. Chúng ta chưa bao giờ để tâm trí rỗng và không thật sự chú tâm vào việc mình đang làm. Rất nhiều lần, chúng ta để mối quan tâm về quá khứ và tương lai xen giữa hiện tại. Chúng ta cũng dần trì hoãn việc hưởng thụ niềm vui và luôn chờ đợi để được hạnh phúc. Chờ mình trở nên xinh đẹp, chờ ngày mình kiếm được nhiều tiền, chờ đến khi con cái trưởng thành, chờ tìm được công việc tốt hơn, chờ gặp người xứng đáng hơn, chờ một ngày chủ nhật, chờ một thứ gì đó tốt hơn trong tương lai. Nhưng tại sao không phải là hạnh phúc bây giờ, mà phải chờ đến khi đã đạt được những thứ chúng ta đang mong muốn? Tôi cũng từng là một đứa sống trong quá khứ, lúc nào cũng ôm khư khư cái khổ của mình rồi đổ lỗi cho đời, cho người. Và cũng là một người tham lam, từng làm rất nhiều thứ, từng bỏ quên sức khỏe và không biết trân quý mỗi giây phút qua đi. Tôi đã nghĩ những điều đó tốt cho tương lai sau này. Cho đến khi ốm nằm một chỗ, chẳng ai bên cạnh, chẳng thể làm gì, tôi mới nhận ra, bất kể là mình của sau này hay là mình của hiện tại, đều xứng đáng được hạnh phúc như nhau. Nếu bạn thấy buồn khổ,
bạn đang sống trong quá khứ. Nếu bạn thấy lo lắng, bạn đang sống trong tương lai. Nếu bạn thấy bình an, bạn đang sống trong hiện tại. Lão Tử chẳng phải đã nói như thế sao? Như chúng ta vẫn thường hay chia sẻ trên mạng xã hội, hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình. Trên hành trình đó sẽ có những lúc chúng ta mỏi mệt, sẽ có những nỗi sợ ghé ngang, sẽ là những ngày thấy mình lạc lõng và vô định. Nhưng đó vẫn luôn là hành trình của riêng mỗi người. Bạn phải tự hoàn thành nó mà không cần so sánh mình với người khác, để cố chạy thật nhanh và quên đi điều gì mới thật sự quan trọng ở thời điểm hiện tại. Bởi ai cũng có một tiến trình riêng. Chỉ cần bạn luôn tin vào tiến trình của riêng mình và chú tâm bước đi thật vững chãi, thành quả không phải ở cái đích cuối cùng mà luôn ở trong mỗi bước chân bạn đi. Hạnh phúc luôn ở trong giây phút hiện tại, và bạn xứng đáng hạnh phúc ngay từ bây giờ. Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, sống ở hiện tại là một việc chẳng dễ dàng gì. Chẳng khó để bắt gặp hình ảnh những cuộc hẹn hò mỗi người cầm trên tay một chiếc smartphone. Chúng ta ở bên cạnh người mình yêu thương, quý mến, nhưng lại bị cuốn theo những thứ vui khác, những tin tức, những câu chuyện, những hình ảnh trên mạng xã hội. Chúng ta không hoặc chưa bao giờ thật sự hiện diện để lắng nghe và thấu hiểu đối phương. If you love someone, the greatest gift you can give them is your presence. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói như vậy. Sự có mặt chính là món quà lớn nhất bạn có thể dành tặng cho những người bạn thương yêu. Sự có mặt cho phép chúng ta có được hiện diện, được sống với khoảnh khắc hiện tại. Đôi khi chúng ta quên mất việc phải có mặt ở đâu đó, để rồi quên cả cách cảm nhận những hạnh phúc nhỏ bé, không biết cách chú tâm để thật sự sống. Vậy nên, sống ở hiện tại chỉ đơn giản là khi bạn học được cách hiện diện trong mỗi khoảnh khắc ở đây, bây giờ. Lúc gặp bạn bè người thương, cố gắng không sử dụng điện thoại quá nhiều. Tốt nhất nên tắt màn và cất điện thoại luôn. Tập trung để lắng nghe câu chuyện của bạn là lắng nghe, không phải nghe thôi đâu. Và khi bạn cần có mình luôn luôn sẵn sàng có mặt. Thật sự chú tâm đến từng cảm nhận dù nhỏ nhất ở mỗi hành động, lời nói, suy nghĩ trong từng khoảnh khắc. Quan sát và cảm nhận đầu lưỡi khi bạn ăn thức ăn, đôi chân bạn khi bước đi, đôi tay bạn khi làm việc, cơ thể bạn đau nhức sau một ngày vất vả. Hay đôi khi đứng yên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và quan sát cảm xúc bên trong mình. Biết ơn những gì mình đang có. Mỗi ngày đều viết ra ít nhất 5 điều khiến mình biết ơn và đọc thành tiếng. Đó là cách tôi trân quý hơn hiện tại, cũng là cách tôi kiểm soát bản thân trước những thú vui, ham muốn. Đưa tâm trí về hiện tại, làm việc với tâm trí lan man chẳng dễ dàng gì, vì cái đầu của chúng ta luôn suy nghĩ không ngừng. Khi thấy tâm trí lan man và biết rằng mình đang không hiện diện, đừng cố gắng thay đổi ngay lập tức. Hãy chấp nhận chúng và từ từ điều chỉnh tâm trí về với hiện tại. Tôi thực hành thiền và tự thì thầm: khi thở vào, ta biết là ta đang thở vào. Khi thở ra, ta biết là ta đang thở ra. Để học cách quay về với hiện tại. Đó cũng là cách dùng chánh niệm, tiếng Anh là mindfulness, để ôm ấp lấy tạp niệm, những suy nghĩ lộn xộn. Không phải những ngoại cảnh bên ngoài, chính suy nghĩ bên trong mới là nguyên nhân chính khiến chúng ta không thể sống ở hiện tại. Tâm trí sao nhãng với những niềm vui bên ngoài, quan tâm quá nhiều đến việc người khác nghĩ gì về mình, lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, trốn chạy nỗi sợ bên trong chính mình, ham muốn quá nhiều. Đó là khi bạn đã lãng phí quá nhiều thời gian, năng lượng và tâm trí ở quá khứ và tương lai, mà quên đi việc tận hưởng những khoảnh khắc đẹp ở hiện tại. Không cần ngôn ngữ, mọi sự sống nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta biết tầm quan trọng của việc sống hết mình ở thời khắc này. Nhưng mọi sự sống, dù nhỏ nhoi trong tự nhiên, đều dạy ta cách sống ở hiện tại. Một bông hoa sẽ không vì thời tiết xấu đi mà ngừng thở. Một con chim vẫn sẽ hót dù không biết sẽ bị bắt bất cứ lúc nào. Một đám mây xanh vẫn bay trước khi giông đen kéo đến. Tôi vẫn tin đó là cách mà tình yêu của vũ trụ đang bao quanh chúng ta.
mà chỉ khi chậm lại và thực sự hiện diện, chúng ta mới có thể cảm nhận chúng một cách sâu sắc hơn, để thấy thế giới này thú vị và cuộc đời này thật đáng sống. Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống dù nhỏ bé vươn đến ngày mai. Khi ta biết sống ở hiện tại cũng là khi ta học được cách hiện diện để cảm nhận những niềm vui và hạnh phúc nhỏ bé xung quanh mình. Ta biết trân trọng mỗi khoảnh khắc qua đi để biết ơn những gì ta đang có và những gì vũ trụ đã trao tặng cho ta. Ta hiểu mình, tin vào con đường mình đi, để thôi hoài nghi bản thân và ngừng so sánh mình với người khác. Ta làm chủ được mình để không bị chi phối bởi ngoại cảnh, để ngừng nghĩ về quá khứ, ngừng lo lắng về tương lai và tập trung cho hiện tại. Ta tự do, ta sống và thật sự đang sống. Sống cuộc đời của chính ta ngay tại đây và ngay vào lúc này. Chánh niệm bao trùm lên nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống, là sống thật với bản thân, là chấp nhận không có gì là mãi mãi, là hiểu được giá trị của sự sẻ chia thực sự. Đừng nói với ai đó rằng mày hãy nín khóc đi khi họ sụt sùi sau lần đầu tiên thất tình hoặc khi gặp bất trắc gì trong cuộc sống. Hãy cứ để cho họ khóc và chấp nhận thực tế rằng mình đang đau khổ. Khoan dung với bản thân là chấp nhận cho những cảm xúc dù là tiêu cực nhất trôi qua trong tâm trí, không phải gồng mình lên chống chọi dù đã quá mệt mỏi. Hơn cả, sống ở hiện tại còn là khi vứt bỏ bản ngã của mình để không còn bị giới hạn bởi góc nhìn hạn hẹp của mình. Ta chấp nhận sự khác biệt và sống hài hòa với con người, với thiên nhiên. Ta dùng trí huệ và tình yêu bên trong chính mình để lan tỏa những giá trị ý nghĩa lớn lao hơn cho đời và để đưa sự sống vươn đến ngày mai. Giá trị của hạnh phúc nằm trong sự cảm nhận về thực tại. Bạn không thể hạnh phúc khi cứ đắm đuối trong những ý niệm về tương lai, luôn sống với tư tưởng rằng cố lên, rồi một ngày nào đó mình sẽ hạnh phúc. Một ngày nào đó, điểm dừng của tâm trí bạn sẽ lại hướng về một tương lai được cho rằng đầy đủ hơn, hoàn thiện và duy mỹ hơn. Chúng ta học cách sống chánh niệm để trân trọng giá trị của cuộc sống. Đã bao giờ có ai đó nói rằng còn được thở là còn may mắn khi bạn vẫn còn đang sống? Chúng ta chỉ có thể ý thức về việc thở khi ý thức được sự hiện diện của bản thân trong khoảnh khắc, không phải ở quá khứ hay tương lai. Bạn luôn được dạy phải sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, nhưng không ai để ý tới những thứ tưởng như hiển nhiên của khoảnh khắc: hơi thở. Chỉ khi sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, chúng ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này. Tôi cũng tin rằng chánh niệm là cách để người trẻ hiểu hơn về sự khoan dung và gầy dựng lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn là một phẩm chất bắt nguồn tự nhiên từ sự thấu hiểu và chấp nhận. Thay vì tránh né nỗi đau của bản thân hay nhìn nhận nỗi đau của người khác một cách hời hợt, với chánh niệm, chúng ta chấp nhận thực tế để trao đi tình yêu thương một cách trọn vẹn, một cách thấu hiểu hơn. Cuộc sống luôn chứa đầy bất mãn khi chúng ta không biết hài lòng. Bạn luôn than phiền, không thỏa mãn, không hạnh phúc, không đủ đầy vì chưa bao giờ thực sự cảm nhận được sự hiện diện những thứ mình đang có. Lần cuối cùng bạn ăn một món ăn bằng mọi giác quan là khi nào? Bạn có thực sự ngửi thật kỹ, nhai thật chậm, nếm món ăn từ từ để hương vị hòa quyện trong miệng không? Chúng ta có thể sống chánh niệm trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Ăn chánh niệm, học chánh niệm, uống cà phê chánh niệm và kể cả yêu chánh niệm. Mọi thứ vẻ đẹp của cuộc sống chỉ có thể cảm nhận khi bạn tương tác bằng mọi giác quan. Làm sao có thể yêu một người và duy trì một mối quan hệ tích cực khi bạn chỉ chạm tới vẻ bề ngoài của tình yêu hoặc luôn tưởng tượng về những thứ tiêu cực sẽ tới? Nhiều người không yêu với sự chấp nhận, họ yêu với mong muốn thay đổi đối phương hoặc hy vọng đối phương có thể thay đổi mình. Suy nghĩ về chánh niệm thực sự thay đổi thế giới quan của chúng ta, dù là bất cứ ai. Đáng buồn thay, chúng ta thường hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của chánh niệm khi đã băng qua những năm tháng chông chênh nhất của cuộc đời với đầy vết sẹo. Nếu có một tâm thế sẵn sàng, chủ động hơn với chánh niệm,
có lẽ thế giới vội vã sẽ không quăng quật chúng ta rồi mới ném cho chúng ta một bài học. Dù chánh niệm không thể giải quyết mọi vấn đề của bạn, nhưng sẽ giúp bạn thay đổi thái độ nhìn nhận vấn đề. Và tôi nghĩ rằng chỉ một chút thôi cũng đủ khiến cho cuộc sống của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta dễ dàng hơn nhiều rồi, phải không? Phụ Radio mến chúc mọi người luôn biết quý trọng thời gian với sự trân quý cuộc đời của mỗi cá nhân chúng ta cùng sự tỉnh thức trong tư duy chánh niệm. Thank you.
Thank you.